Sau khi xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt bùng phát dịch thứ tư, ngành y tế đã giải mã gen virus SARS-CoV-2 mang biến chủng Delta hay còn gọi là biến chủng Ấn Độ. Biến chủng Delta được đánh giá có tốc độ lây lan cực kỳ nhanh và nguy hiểm. Theo các chuyên gia, biến chủng Delta được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ, có khả năng lây truyền rất nhanh, hiện đã lan đến 74 quốc gia. Biến chủng Delta có khả năng lây nhiễm cao hơn 60% so với biến chủng Alpha từ Anh. Ngày 18 tháng 5 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện những ca nhiễm COVID-19 tại một công ty trên đường Pasteur ở quận 3. Qua giải mã gen, ngành y tế xác định các bệnh nhân mang virus SARS-CoV-2 biến chủng Delta. Sau đó, khi phát hiện chuỗi lây nhiễm ở nhóm truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp, cơ quan chức năng cũng xác định 7 ca đầu tiên đều nhiễm chủng Delta. Những ca bệnh thuộc ổ dịch này chủ yếu là người tiếp xúc gần như trong gia đình, đồng nghiệp, hàng xóm. Ngay sau khi phát hiện những ca nhiễm đầu tiên, cơ quan chức năng đã khẩn cấp khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng và phát hiện thêm hàng trăm ca nhiễm mới trong thời gian ngắn. Do đó, các chuyên gia nhận định chủng Delta có tốc độ lây lan rất nhanh và nguy hiểm. Biến chủng Delta gần giống virus H1N1 nhưng triệu chứng nhẹ hơn, chủ yếu là sốt, mệt mỏi, mất vị giác, khứu giác, không ho nhiều như H1N1. Biến chủng Delta này có tốc độ lây lan rất nhanh, lơ lửng trong không gian rất lâu mới rơi xuống bề mặt. Nó còn làm giảm hiệu quả vaccine COVID-19. Sự lây lan của nó hoàn toàn khác với cái chủng trước đây xuất hiện tại Việt Nam cũng như Thành phố Hồ Chí Minh. Cái chuyện thứ hai là lần trước mà chủng Anh á, mà chúng ta chỉ có khoảng là gần 80% mà không có triệu chứng. Còn lần này trong trường hội thánh chúng tôi đánh giá là 66% có triệu chứng, mà 3 ngày đã tạo ra chu kỳ lây cộng với triệu chứng thì cao, thì điều đó dẫn đến cái chuyện nó lây nhanh và tạo ra nhiều chu kỳ. Còn có nặng hơn, tử vong hơn thì tới giờ phút này đó thì có lẽ là chúng tôi chưa đánh giá được hết đầy đủ một cách chính xác. Và cái này chờ phải có thêm một thời gian nữa để chúng ta có cái đánh giá thêm xem nó tác động trên quần thể người Việt Nam nặng như thế nào, có thể để lại những cái biến chứng tử vong nặng nề hay không, nó cũng còn phụ thuộc vào cái bệnh nền của cái người chỉ bệnh. Theo các chuyên gia, không chỉ lây lan nhanh, biến chủng Delta còn làm gia tăng gấp đôi nguy cơ nhập viện của bệnh nhân, nhưng việc tiêm đủ liều vaccine tạo nên lớp bảo vệ chắc chắn. Bên cạnh đó, nếu người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh như tuân thủ 5K, chủ động khai báo y tế, tuân thủ các quy định khi thực hiện cách ly tại nhà, cách ly tập trung và quy định về giãn cách xã hội thì sẽ giúp sớm ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh.